Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại tú mến chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú vị, thì hôm nay đại tú sẽ giao 10 khuôn 10 bộ chứ, 10 bộ chân dung tâm bảo về ban trị sự Giang Thành. Thì đây là những bộ chân dung mà đại tú chuẩn bị đưa lên xe lớn đi để đi ban trị sự Tăng Khánh Hòa, tức là ban trị sự huyện Giang Thành ha. Rồi đại tú sẽ quay cô bác mình xem. Rồi kính thưa quý vị, đây là những bộ chân dung tâm bảo đại tú giác ra nãy giờ nè, có một đơn nè, cho nên là giác nó hơi cực. Rồi giờ là chắc lên xe. Rồi, để tú quay cho cô bác mình xem ha, chắc lên xe phía trước. Tại có một đơn nè, không có ai quay cho nên để tú vừa chắc lên vừa quay cho cô bác mình luôn, coi luôn ha. Đầu tiên sẽ chắc lên 18 cửu huyệt. Alo. Dạ dạ, rồi để em chắc lên xe chở qua nha. Chắc lên nãy giờ dạ. Ở bển chạy xe tới rồi. Để Thú tranh thủ chắc để lên xe mới được. Rồi kính thưa quý vị, đây là 10 bộ chân dung tâm bảo nha. 18 cửu huyền, 18 tâm bảo trần già, 18 Nam Mô A Di Đà Phật và 20 chân dung thầy. Đây đại tú đã chắc lên xe rồi nha. Và sẽ chở qua bên đó cho
cho đồng đạo mình về xuống dưới ha, xuống dưới Giang Thành Tân Khánh Hòa. Giờ lên xe giọt. Rồi kính thưa quý vị, thì những viên trung tâm bảo đã chắc lên xe được đầy đủ rồi. Giờ để Tú sẽ chạy qua bên sông để đưa lên xe lớn nha. Rồi, môi đồ Phật, mời quý vị chúng ta coi theo để Tú nha quý vị. Rồi kính thưa quý vị, thì đây là chiếc xe mà ở bên ban sự Tân Khánh Hòa nương nhờ chở những tấm tam bảo chân dung của thầy trở về dưới ban trị sự nha. Đây là xe chở hàng hóa của mấy đệ nè. Ở đang chắc tam bảo. Đang chắc tam bảo lên. Đây. Xe chở. Mấy anh em đang chắc tầm bảo lên nha. Có nè. Thấy nè, nghe nói 12 giờ, 12 giờ ghé. Dừng xe đó. Dạ dạ, rồi. À. Thì đáng lý ra là có khoảng hổm ngày cỡ 8-9 ngày nay là chuyển đi rồi mà chưa có dịp, nhưng phần trưởng ban sự anh Hoàng cũng hơi bận cho nên là không đi chở được, hôm nay mới gửi xe tải này đi về dưới. Rồi cho nên tình trạng kiến không, cho nên là ở đây mấy đệ cũng chắc cũng khéo, chị bao cũng cẩn thận lắm. Rồi hai cục đó nữa hết rồi đó đê. Để lấy mấy cái thùng này nè, tắn tắn quay nè cho nó đừng chạy qua chạy lại sư đệ. Nó tới chi tôn rồi nó về xuống hết trơn rồi. Gì hả? Thì là xuống đồi chi tôn ha. Rồi những chân dung tam bảo đã được chắc lên xe được xong rồi nghe cái gì. Rồi Tú xin kính chào, hẹn gặp lại. Nam mô A Di Đà Phật.